Ngọc Oanh cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn ảnh của Net VTV và bây giờ xin phép được trở lại với chương trình Hàm Răng Khỏe, Nụ Cười Đẹp trong những ngày đầu năm mới, mới tinh thưa quý vị cùng với nhà sĩ Houston Hiếu Nguyễn. Thưa nhà sĩ, Ngọc Oanh có được rất là nhiều câu hỏi từ những quý khán thính giả gọi vào và ngay cả người trong gia đình của Ngọc Oanh, chẳng hạn từ những cái chuyện rất chi là đơn giản, chẳng hạn như một ngày phải đánh răng 2 lần, at least phải floss răng 1 lần. Hoặc là quý vị phải chăm sóc những cái răng như là implant hay là bệnh nú răng hay bệnh mảo răng như thế nào, như nha sĩ đã từng chia sẻ, nhưng mà có thể rằng là quý khán giả không nhớ thì như thế nào đó, thì chắc là phải chương trình chúng ta phải lặp đi lặp lại nhiều lần để mọi người có thể đừng có quên. Và ngay cả như bản thân Ngọc Oanh đây, nhiều khi Ngọc Oanh có cơ hội tốt hơn quý vị là được ngồi nói chuyện với nhà sĩ và được học hỏi rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi cũng quên mất tiêu, do đó nên cái điều này không thể tránh khỏi. Một cái câu rất là tức cười, có một lần Ngọc Oanh đang đứng floss răng thì một cái người bạn của Ngọc Oanh nói: "Trời ơi, nhỏ này khùng dễ sợ luôn á, tự nhiên floss răng làm gì ạ? Floss răng á là làm hư răng đó." Cái nó: "Ủa trước giờ không coi Hàm Răng Khỏe Nụ Cười Đẹp hả? Mà sao nói câu kỳ vậy?" Cái nói: "Không có đâu, Du mà floss răng nhiều á là răng của Du á là nó bị hư rồi, răng nó bị tụt nú." Thì nhà sĩ thấy là cái câu hỏi này thực sự là có ngớ ngẩn lắm không? Dạ thưa quý vị, Hiếu thì Hiếu nghĩ rằng là mình không nói nó là ngớ ngẩn, mà Hiếu nghĩ rằng là nó chỉ là một cái thông tin sai lầm thôi. Có nghĩa rằng là có rất là nhiều quý vị, có rất là nhiều người có những cái hiểu biết, hoặc là những cái mình nghĩ rằng là nó đúng và mình tin tưởng nó, mà mình không biết rằng là nó đúng hay là không, nhưng mà mình không có đi hỏi mà mình lại tin tưởng nó là như vậy. Mà Hiếu nghĩ rằng là bên đây nếu mà mình có cơ hội mình đến văn phòng nha khoa thì chắc chắn là mình phải có một cái người nha sĩ đó mình có thể mình hỏi. Bây giờ nếu mà Ngọc Oanh nói rằng là floss vậy để Hiếu đưa một cái câu chuyện là như vậy, thì có một cái cô bệnh nhân đó, thì khi mà mình nói rằng là sau khi mình clean răng rồi thì mình nói là bây giờ mình sẽ đánh bóng răng cho cổ. Cô nói: "Thôi có bắt buộc phải đánh bóng không bác sĩ?" Hiếu cũng hơi ngạc nhiên, Hiếu hỏi: "Ủa tại sao chị lại không muốn đánh bóng?" Thì chị lại nói rằng là đánh bóng nhiều quá nó hư răng. Quý vị thấy không, đây là một cái thông tin rất là sai lầm mà Hiếu không biết nó từ đâu nó ra. Và thưa quý vị, cái răng của mình nó không có mềm tới mức đó nha quý vị nha. Răng của mình nó rất là cứng, mà quý vị nên biết men răng là một chất liệu cứng nhất trong cơ thể, không có cái gì cứng hơn men răng. Xương quý vị cũng không cứng tới mức đó nữa, quý vị nhớ nha. Men răng là một cái chất liệu cứng nhất trong cơ thể, thành ra nó không có mềm như vậy quý vị. Rồi thêm vô nữa, một quý vị khác đi vô bị răng bị sâu rất là nhiều, thì quý vị đã đưa một cái lời nói là như vậy: "Răng của tôi á, tôi sanh ra là răng tôi sẵn nó mềm như vậy rồi." Thưa quý vị, nói ra thì có thể quý vị cười, hoặc là quý vị nghĩ rằng là cái chuyện đó không có. Nhưng thưa quý vị, rất là nhiều người, không phải Việt Nam mình không, mà ngay cả người Mỹ cũng vậy nữa, họ nói là họ có soft enamel, có nghĩa rằng là cái men răng của họ rất là mềm, thành ra họ dễ bị sâu răng. Nhưng thưa quý vị, không có cái gì mà gọi là soft enamel ấy quý vị, có nghĩa rằng là không có cái men răng nào mà nó mềm hết. Đúng, đồng ý, nhưng mà Hiếu có thể Hiếu giải thích cho quý vị nghe là như vậy. Đôi khi quý vị nói rằng là tại sao tôi cũng đánh răng 1 ngày 2 lần, tôi cũng floss răng, mà tại sao tôi vẫn bị sâu răng, hoặc là tôi vẫn bị bệnh nú răng, hoặc là bị chảy máu răng. Nhưng thưa quý vị, nó có rất là nhiều yếu tố để mà quý vị bị sâu răng, hoặc là quý vị bị bệnh nú răng nha quý vị nha. Thành ra không phải rằng là quý vị 1 ngày đánh răng 2 lần, quý vị floss 1 lần là quý vị không bị sâu răng, quý vị không bị nú răng, là bởi vì phải coi quý vị đánh răng có đúng cách hay là không, quý vị floss có đúng cách hay là không nha quý vị nha. Thành ra cái đó là những cái yếu tố mình phải biết được thì mình mới nói rằng là ô răng của quý vị nó như thế nào. Nhưng mà nếu mà nói tới rằng là đánh bóng răng sẽ làm cho răng mềm, vậy chứ quý vị đánh răng hàng ngày cho tới từ hồi sanh ra quý vị mới biết đánh răng, cho tới lúc quý vị chết quý vị vẫn còn hàm răng vậy, nó đâu có bị mòn, nó đâu có đi đâu đâu, đúng không? Thành ra quý vị phải biết rằng là răng của mình nó không có mềm như vậy. Men răng đó quý vị đánh mà đúng cách, quý vị đánh những cái bàn chải mềm, quý vị càng đánh nó càng bóng, nó càng sạch, nó càng đẹp, chứ làm sao mà nó hư răng được, phải không? Đây là những cái thông tin rất là sai lầm mà Hiếu cứ nói rằng là Hiếu phải lên TV, Hiếu phải cho quý vị biết những cái thông tin này mới được, là bởi vì những cái thông tin này á, nào là đánh bóng răng sẽ bị mòn răng, hoặc là khi mà
quý vị tẩy trắng răng á, quý vị cũng bị mòn men răng. Và thưa quý vị, không, men răng quý vị không có bị mòn gì cả. Khi mà quý vị, họ nói nếu mà không mòn tại sao nó lại bị ê? Và thưa quý vị, đó là cái phản ứng chứ không phải rằng là đó là một cái kết quả sau khi quý vị tẩy trắng răng nha quý vị nha. Thì chắc chắn nếu mà quý vị có những cái trường hợp, nếu mà quý vị để một cái chất tẩy trắng răng quá mạnh, quá lâu, quý vị không lấy ra, quý vị có thể giết chết cái răng luôn nữa, chứ không phải rằng là cái răng nó sẽ bị mòn men răng hay gì hết. Nhưng mà đó là những cái lời mà Hiếu có thể nói, cái trường hợp đó rất là hiếm nhưng mà có thể xảy ra. Thành ra đây là những cái gì mà Hiếu nghĩ rằng là những cái thông tin mà Hiếu nghĩ rất là quan trọng. Có thể là mình có thể mình nói trên TV như vậy, có thể nó vụn vặt quá, nhưng mà Hiếu nghĩ nó rất là quan trọng. Mà đôi khi mà mình nói chuyện nó vụn vặt như vậy, quý vị lại nhớ. Mà khi mà mình nó trở thành một cái đề tài, hoặc là nó trở thành một cái gì nó hơi kỹ thuật quá thì quý vị lại khó nhớ. Nhưng mà Hiếu với lại Ngọc Anh sẽ tiếp tục, sẽ hy vọng sẽ tiếp tục đem tới những cái talk show như vậy để mà tiếp tục có thể nhắc nhở quý vị. Hiếu nghĩ rằng là như cha mẹ mình hồi đó nha, cứ khỏ đầu mà nhắc mình hoài mình mới nghe, chứ đôi khi nói một lời hai lời không có chịu nghe, nói cứng đầu này nọ. Nhưng mà thật sự đôi khi đó quý vị, nó xảy ra rồi cho chính bản thân mình, lúc đó mình mới nhớ, lúc đó mình mới học được những cái bài học đó. Mà Hiếu thì Hiếu không có muốn quý vị phải xảy ra cho mình bị mất xương, mình bị gãy răng, mình bị mất răng, lúc đó mình cũng biết cách chăm sóc. Là bởi vì Hiếu thấy có rất là nhiều quý vị có hàm răng rất là đẹp, đẹp lắm, chỉ có điều là nó hơi bị xê dịch chút xíu, là bởi vì răng của mình nó bị chật đó quý vị. Mà quý vị muốn làm mảo răng, quý vị muốn đặt veneer, quý vị muốn đắp veneer, quý vị muốn làm đủ thứ hết, đôi khi khuyên quý vị đừng làm gì hết á. Có hàm răng khỏe như vậy, hàm răng đẹp như vậy, mình chỉ cần mình chăm sóc, mình duy trì thôi. Nếu mà mình muốn răng cho nó rạng rỡ hơn, nó hấp dẫn hơn, mình chỉ tẩy trắng tí xíu thôi là quý vị sẽ thấy hàm răng quý vị rất là đẹp. Dạ vâng, mà nói đến vấn đề tẩy trắng, Ngọc Oanh phải công nhận rằng là cái hàm răng rất là quan trọng thưa quý vị. Có một lần Ngọc Oanh gặp một người bạn, lâu lắm rồi Ngọc Oanh không gặp, mà lúc trước là she không có ấn tượng như Ngọc Oanh nghĩ đâu. Có một lần Ngọc Oanh gặp her ở một nơi, khi mà she cười ra, cái hàm răng của she nó trắng, nó đều đó. Ngọc Oanh cảm thấy là she totally different thưa quý vị. Ngọc Oanh thấy rằng là Ngọc Oanh mới hỏi, ủa tại sao răng của bạn sao mà đẹp vậy? Thì she nói rằng là she vừa mới làm veneer mà she về Việt Nam she làm, tại ở đây làm mắc quá. Đó, thì she làm ở Việt Nam thì Ngọc Anh thấy là she làm 10 cái răng trên, nhưng mà bị một cái tội rằng là vì cái răng, cái hàm răng của her trước đây nó không có đẹp nên chỉ làm răng trên, nên khi mà nói chuyện thì cái hàm răng dưới cười thì nó không thấy, nhưng mà khi mình nói chuyện đó thì cái hàm răng dưới nó sẽ thấy ra. Thì Ngọc thấy nó hơi vinh, nó không có được hoàn mỹ lắm, hoàn mỹ cho lắm. Thì nhưng mà cho quý vị thấy một điều rằng là cái hàm răng rất là quan trọng. Một cái người trước đó cái răng họ không được đẹp, nhưng mà khi mà họ chăm sóc, họ biết cách chăm sóc, hoặc là họ làm thẩm mỹ như thế nào đó, tự nhiên cái gương mặt của họ thay đổi và họ gây được cái sự ấn tượng cho cái người đối diện. Thì quý vị là những người, Ngọc Anh biết rằng là tất cả mọi người chúng ta sống ở cái đất nước này, một cái đất nước rất là văn minh, văn hóa, kiến thức thì cũng đầy dẫy thưa quý vị. Mà nếu như quý vị không biết làm sao mà để làm cho cái răng quý vị đẹp được á, thì Ngọc Anh thấy quá là tiếc. Và Ngọc Anh tin chắc rằng cái chương trình Hàm Răng Khỏe Nụ Cười Đẹp cùng với nha sĩ Houston Hiếu Nguyễn sẽ mang đến cho quý vị những cái thông tin mà quý vị xem. Có thể có nhiều người trước đây coi thường cái hàm răng của mình. Coi thường không phải là coi thường, nhưng mà có thể nghĩ rằng là hàm răng của mình có thể ăn được, có thể sử dụng được, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà khi Ngọc Anh tin chắc cái chương trình này sẽ đem đến cho quý vị những cái thông tin mà quý vị thấy rằng là cái hàm răng nó very important, nó quan trọng lắm, và từ đó quý vị tự nhiên phải biết cách bảo vệ và chăm sóc. Thì Ngọc Anh nghĩ rằng là trong cái năm mới này, nếu mà chúng ta có được một cái hàm răng đẹp, khỏe, thì Ngọc Oanh nghĩ rằng quý vị sẽ make more money hơn, quý vị sẽ thành đạt hơn, đúng không? Hiếu rất là tin tưởng, Hiếu rất là tin cái lời nói của Ngọc Oanh, rất là đồng ý 100%. Là tại sao quý vị? Là bởi vì quý vị nên nhớ là như vậy, đôi khi Hiếu nghĩ rằng là không phải là quý vị nghĩ rằng là cái hàm răng của mình nó không có quan trọng, nhưng mà nó không có quan trọng bằng những cái sự việc đang xảy ra trước mặt của mình. Có thể rằng là bên Việt Nam đi, thí dụ rằng là bên Việt Nam mình lớn lên, cái kiến thức nha khoa của mình không có, nó rất là hạn hẹp. Thành ra mình cứ nghĩ rằng là quý vị thấy không, cứ đau răng, niết răng là quý vị phải đi nhổ. Thành ra rất là uổng. Thành ra có rất là nhiều quý vị ở lứa tuổi 30 thôi mà quý vị đã mất rất là nhiều răng rồi. Nhiều. Tôi thấy rất là buồn, cũng rất là tiếc cho quý vị. Mà đôi khi Hiếu rất là thắc mắc. Hiếu nói là tại sao quý vị để răng mất nhiều như vậy?
thì có rất là nhiều quý vị cũng nói là ở quê rồi phương tiện không có, thành ra cứ nhất là đem đi nhổ. Thành ra cái đó thì mình thôi, mình không nói gì rồi. Nhưng mà bên đây mà khi mà nhìn vô hàm răng mà Hiếu thấy nó bị lồi lõm đủ thứ màu hết, mà nó lại bị sâu rất là nhiều, rồi lại bị nú, thì Hiếu không bao giờ Hiếu có thể Hiếu nghĩ được rằng là vì lý do gì một người lại không chăm sóc hàm răng mình ở tới mức độ đó. Thì Hiếu nghĩ rằng là bất cứ một câu chuyện gì nó cũng đều có một cái gì đó ở đằng sau mình không biết được, cũng có thể vì một bất cứ vì lý do gì đấy. Thành ra Hiếu cũng muốn thông cảm cái điều đó, nhưng mà nếu mình có khả năng và mình có phương tiện thì Hiếu nghĩ rằng là hàm răng khỏe nó vẫn tốt hơn, và nó vẫn tạo thêm cho mình một cái tự tin hơn là một cái hàm răng mà cười lên thì mình thấy rằng là nó rất là nhiều khuyết điểm. Quý vị đồng ý không? Thành ra Hiếu nghĩ rằng là nếu mà quý vị có phương tiện và quý vị có khả năng, cho dù quý vị không có bảo hiểm, Hiếu nghĩ rằng là ở văn phòng nha khoa cũng có thể, ở Majestic Dental Studio cũng có thể giúp quý vị để mà duy trì giữ được cái tình trạng hàm răng của mình để cho nó đừng có xấu hơn nữa. Chăm sóc hàm răng của quý vị đẹp khỏe thì đây là một cái solution mới cho quý vị trong năm mới, cải thiện hàm răng để giúp cho quý vị tự tin hơn và thành công hơn trong cuộc sống. Cũng giống như Ngọc Oanh, solution mới của Ngọc Oanh á, là phải luôn luôn on time, tại Ngọc Oanh có tính hay đi trễ. Một lần nữa cảm ơn nha sĩ Hiếu rất là nhiều đã đến trong chương trình trong đầu ngày đầu năm mới của chương trình Hàm Răng Khỏe Nụ Cười Đẹp. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Hiếu xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui, và cũng rất là thành công trong cuộc sống mới và một cái năm mới. Xin kính chào tất cả quý vị.